Giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong khi Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% lên gạo đồ ngày 26 tháng 8. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng mạnh, lên cao nhất trong số các nhà xuất khẩu. Dự báo giá gạo có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới vì thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và một số chuyên gia nhận định việc Myanmar, nước xuất khẩu gạo lớn thứ 5 thế giới vừa nối gót Ấn Độ chính thức dừng xuất khẩu gạo, rất có thể sẽ khiến giá gạo trên thị trường thế giới tăng thêm khoảng 20 đô la Mỹ một tấn. Tác động tổng hợp từ các lệnh hạn chế xuất khẩu gạo vừa qua có thể đẩy giá gạo toàn cầu tiếp tục tăng và trong tháng 9 lên chạm mốc 700 đô la Mỹ một tấn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam vừa tăng đồng loạt 5 đô la Mỹ một tấn lên mức lần lượt 643 và 628 đô la Mỹ một tấn. Tương tự, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng 2 đô la Mỹ lên 630 đô la Mỹ. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 40% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc, thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai, đã tăng mạnh hơn 60% so với giai đoạn 7 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một loạt thị trường ghi nhận mức tăng đột biến như Indonesia tăng 15 lần, Senegal tăng 7,8 lần, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 65 lần. Bước vào cuối vụ hè thu, các thương lái tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn lùng sục thu mua lúa với giá cao ngất ngưỡng. Thậm chí nhiều thương lái đổ về các vùng quê mua lúa non mới gieo xạ chừng 10 ngày với giá 7.400 đồng 1 kg. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo cho rằng thương lái và cò đang gây hỗn loạn thị trường lúa gạo, đồng thời khuyến cáo nguy cơ thương lái bỏ cọc trong vụ thu đông sắp tới là rất lớn. Và ghi nhận thực tế tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trên cánh đồng diện tích hơn 40 ha đã được thương lái hỏi mua lúa non vụ thu đông cách đây hơn 10 ngày trước, trong khi còn khoảng 30 ngày nữa mới tới ngày thu hoạch. Ông Dương Văn Hoàng cho biết 1 ha lúa của ông và cả cánh đồng này đã được thương lái đặt cọc giá 7.800 đồng 1 kg. Cọc sớm hơn năm trước tới gần 15 ngày, nhưng phần lớn nông dân đều chờ giá, không vội bán như những vụ trước. Lúa này là nó bữa nay là cũng như gần 26 ta nữa 3 tháng mà hôm nó cũng bệnh tùm lum mà tưới cái nó hết. Nếu 7-8 thì là có lời rồi đó. Đỡ hơn ngoái. Nông dân kiếm ăn được. Còn theo ông Hùng, thương lái đã tới đặt cọc trước 30 ngày giá 7.700 đồng 1 kg nhưng ông chưa chốt. Trong khi đó, một số nông dân khu vực lân cận đã nhận cọc từ đầu vụ giá thấp hơn từ 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. Thường là 18 đến mà 15 ngày mình cắt thì lái mới mua, còn giờ là lúa mới có chỗ điều hoặc là công trái me thì lái đi đặt cọc mua rồi. Nếu mình bán sớm á thì mình được giá đó, nhưng mà tới chừng mà mình thu hoạch mình cắt ra mình bán á thì nhiều khi cái giá nó sụt nữa rồi nông dân mất bớt nữa. À, 504 thì khoảng 7.700 tới 7.700. Còn lúa giống hạt dài thì cái giá là 8.200. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo cho rằng thương lái và cò đang gây hỗn loạn thị trường lúa gạo, đồng thời khuyến cáo nguy cơ thương lái bỏ cọc trong vụ thu đông sắp tới rất lớn. Một khi thị trường gạo đảo chiều, nhất là với những thương lái đặt cọc bao tiêu lúa với giá lên tới 7.800 đồng 1 kg. Theo các doanh nghiệp, lúa tại đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch liên tục nên việc tích trữ lúa gạo, mua bán lúa non chỉ góp phần làm xáo trộn thị trường. Còn theo đại diện các hợp tác xã và chính quyền địa phương, hiện nay rất khó đứng ra làm trung gian liên kết thu mua giữa nông dân và doanh nghiệp vì giá ký kết thấp hơn giá lúa trên thị trường. Nhưng giá lúa thì nó đang cao nhưng nó không ổn định, nên là có một số bà con thì cũng có nhu cầu bán, còn một số nhà con thì cũng chưa có nhu cầu bán. Hiện tại thì năm nay thì theo vụ này thì giá lúa nó thay đổi hơn mấy vụ trước, có năng lên cao với phần nó lên giá liên tục. Nên bà con nông dân thì cũng phấn khởi, nhưng mà có cái là giá lúa lên quá nhanh thì bà con cũng lo, nghĩa là đến giai đoạn nào nó sẽ ngừng lại thì cũng chưa biết, nên là bà con cũng lo lắng là có bán được cái giá như ý muốn mình không. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vượt giá gạo Thái Lan và đắt nhất thế giới. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã khuyến cáo nông dân chỉ nên nhận đặt và bán lúa với những thương lái hay doanh nghiệp có uy tín, tránh trường hợp thấy lợi nhuận cao trước mắt mà phá vỡ các hợp đồng liên kết có sẵn giữa nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, làm nảy sinh hệ lụy về sau. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sản xuất nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tạo ra phát thải 4 triệu tấn CO2,
chiếm 24% tổng lượng phát thải toàn quốc. Trong đó canh tác lúa chiếm 40%, đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức canh tác giảm phát thải phải là định hướng lâu dài của vùng. Chiều qua, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiến nghị chính phủ phê duyệt cơ chế thí điểm cho đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đề án được hiện thực hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị chính phủ cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đề xuất xây dựng thí điểm chính sách và cơ chế chi trả tín chỉ carbon dựa vào kết quả cho vùng chuyên canh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị cho phép sử dụng nguồn thu này để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia đề án và không phải đóng góp vào lượng giảm phát thải cam kết trong đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt đề án để kịp thời triển khai ngay cho vụ đông xuân tới và đồng ý chủ trương triển khai các chương trình ưu tiên, đặc biệt là chương trình hiện đại hóa hạ tầng sản xuất vùng, sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính toán đề án sẽ cần 650 triệu đô la Mỹ kinh phí. Thưa quý vị, theo Tổng vụ Môi trường Ủy ban châu Âu, một trong những mục tiêu của quy định không phá rừng của Liên minh châu Âu là tăng nhu cầu và mua bán các mặt hàng sản phẩm hợp pháp và không gây mất rừng, và nhằm khuyến khích các nước đối tác tăng cường bảo vệ rừng thông qua các chương trình hợp tác và các đề xuất khích lệ thị trường trong quy định này, EU tin tưởng sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho nhóm nông dân bền vững trên toàn cầu. Quy định yêu cầu các nhà nhập khẩu và đối tác trong chuỗi cung ứng sẽ phải chứng minh sản phẩm của họ không liên quan đến phá rừng hay là suy thoái rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có 7 nhóm sản phẩm được lựa chọn để áp dụng quy định này, gồm dầu cọ, đậu nành, gỗ, gia súc, cacao, cà phê, cao su và một số sản phẩm có nguồn gốc từ rừng. Danh sách những sản phẩm có liên quan sẽ tiếp tục được EU cập nhật 2 năm một lần. Vâng, thưa quý vị, EU cho biết đã lên kế hoạch về việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng và triển khai một chương trình hợp tác mới nhằm hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2023-2027 với 20 triệu đô la Mỹ vốn ODA không hoàn lại. Chương trình đặt mục tiêu góp phần giảm hoặc ngăn chặn nạn phá rừng và chống suy thoái rừng thông qua tăng cường bảo tồn, phục hồi và quản lý rừng bền vững, thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững với môi trường.